Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 2, đò chở khách đi chùa Châu Đốc 3, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trên sông Đồng Nai đã va phải xà lan và chìm khiến cho một nữ du khách tử vong. Vụ tai nạn trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 5 tháng 2 khiến nhiều du khách trên đò rơi xuống sông, một nữ du khách chết đuối. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi, theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đò chở khách mang số hiệu DN 122812K đang chạy trên sông Đồng Nai theo hướng chùa Châu Đốc 3. Khi đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xà lan chưa xác định số hiệu, khiến đò bị lật và chìm, 12 khách trên đò rơi xuống sông. Các lực lượng chức năng đang điều tra, xác định rõ vị trí và nguyên nhân xảy ra tai nạn.